trường ô nhiễm, thực phẩm chứa hóa chất độc hại. Rượu bia là nguyên nhân làm gan nhiễm tổn. Gan nhiễm tổn không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, chán ăn, vàng da, mất ngủ, mà còn làm tăng nguy cơ viêm gan trước sự tấn công của virus. Nếu không ngăn ngừa kịp thời sẽ gây sơ gan, ung thư gan. Nhưng gan bò với đấm vân chỉ và các sản phẩm quý giúp giảm các triệu chứng của gan nhiễm tổn, hỗ trợ điều trị và giảm nguy cơ mắc viêm gan B, viêm gan C, sơ gan, ung thư gan. Liệu gan bò tăng cường miễn dịch bảo vệ tế